có mùi vị của nó được đó. Còn dính lại một chút sả với mật ong hay là phấn hoa gì á, thì con ong thư tự nhiên nó phải dọn dẹp rồi. Rồi bây giờ không thể bỏ vào nhé. Chào cả nhà thân yêu nhé. Chúc cả nhà có một buổi trưa vui vẻ bên gia đình và người thân, và đặc biệt là luôn có thật nhiều sức khỏe và được mọi sự lành bình an trong cuộc sống. Thông rất mong muốn được sự cổ vũ và động viên của các bạn. Mong quý vị và các bạn đã theo dõi video của Thông. Cho Thông xin một like, một chia sẻ và một đăng ký nha các bạn. Thì tiền đây là cái miếng mật này. Thì chiều hôm qua Thông lấy trong cái tổ ong về là cái 6-4 ngày đó. Thì ông đã phát triển cực nhanh đó. Một sự ngạc nhiên và bất ngờ. Nhưng mà Thông đang lúc đang quay video thì cái bánh tổ này nó rơi ra. Thì bây giờ Thông không ghép lại nữa. Nhưng mà nhân dịp này thì Thông cũng muốn chia sẻ cho các bạn biết là những cái loài bệnh chất tương như thế này mà chúng ta nhập về, thì có một số hàng là không biết là họ có phá nến sáp tự nhiên hoặc là một cái chất gì đó, nhưng mà con ong nó không chịu xây dựng những cái ô lăng này. Thì hôm nay Thông muốn chia sẻ đến các bạn là một cách rất là đơn giản mà có thể là có nhiều người mới vào nghề thì họ chưa biết, là buộc con ong nó phải xây đó, phải đắp sáp vào cái miếng chân tương này nhá. Thì cụ thể là như thế này. Lấy mật nhé các bạn, mật mật nguyên chất nhé. Đây là mình lấy mật nguyên chất. Nếu mà các bạn mà không có mật nguyên chất á, thì mật ong nuôi cũng được, nhưng mà tốt nhất thì mật ong nguyên chất. Mình nếu mà số lượng nhiều thì mình sợ tốn mật á, thì mình hòa chung với một ít nước lọc, thì mình dùng cái bình mình xịt lên nha các bạn. Mình xịt lên cái miếng chân tương này đó. Còn Thông thì người đi săn ong thì mật thì cũng không thiếu nha các bạn, cho nên là mình cứ lấy mật nguyên chất. Mình lấy cái cỏ mình quẹt vào cũng được, còn không thì mình cứ bôi đều như thế này, bôi cho nhiều vào nha các bạn đó. Bôi cho nhiều vào để cho mật thì mật ong nguyên chất á nó ngậm vào trong cái sạp này. Thứ nhất là để cho nó ăn, trước khi nó ăn. Sau nữa là cái miệng chân tưng của mình á, nó có cái hướng của mùi mật ong đó. Thì có vừa có con ong nó nghe mùi nó bay lại các bạn này, thì nó ăn hết mật. Rồi là nó có cái hương vị của mùi mật ong của nó, mật ong nguyên chất, nó đã có mùi ở trên cái sạp này, thì nó sẽ nhả sạp ra và nó sẽ đập ô lên, đập vào những cái ô lắng này lên nhá. Đó. Thì từ lúc đó mới ban đầu á, thì Thông cũng biết những năm đầu tiên các bạn là những miếng chất tương này Thông đặt về là màu trắng. Thì Thông không cần gì hết á, cứ lao vào là nó đập thôi. Đó. Những tổ quân đóng thì nó đập nhanh, vài ngày là mình lao vào cầu là vài ba ngày là nó đập hết. Thì nó đập tới đâu thì con ong chúa nó đẻ tới đó. Mà những tổ kém hơn thì nó đập chậm hơn nhá. Nhưng mà sau này Thông nhập về một cái lũ này. Nói chung là Thông nhập thì Thông mua lẻ thôi, chứ Thông cũng đa số là Thông ranh để tự nhiên nha các bạn. Đó. Thông ít khi nữa lắm. Thông nhập về Thông ship về một lần có được 50 miếng thôi. Đó. Mà có khi nó tồn lại cả năm, thậm chí hơn cả năm. Thì giống như để quả hàn sử dụng hay sao mà đưa ra thì lão vào thì nó mất đi cái mùi vị của sạp. Cho nên là con ong nó không
không chịu đập nữa nha các bạn, nó không chịu đập nữa. À thì lúc đó thì thông tính là bỏ đi, tính là những cái loại chân tường này là nó đã hết hạn sử dụng hoặc là nó không đạt tiêu chuẩn mà ông nó không chịu làm, thì tính định là vứt đi. Nhưng mà sau đó thì thông mới thử thử nha các bạn, thông cũng lấy mật ong đây là lấy một cái cò ấy, cái cò ta hay quẹt quẹt sớm đấy. À, xong là quẹt lên hết. À, và kết quả là nó đã làm nha các bạn. À, nó đã làm. Thì bây giờ thằng cùng chia sẻ đến các bạn như vậy. Đó, mình bôi hết nha các bạn. Bôi hết luôn. Nếu mà nó chảy vào trong thùng ống thì ống nó ăn thôi. Chứ cũng vẫn hết. Qua trong là các cái những cái ô này này. Mình bôi cho nó lũ thịt. Xịt cũng được mà bôi cũng được. Tùy theo. Đó. Thì ống nó ăn xong thì nó sẽ làm nha các bạn. Đó. Có nhiều người họ truyền những cái chuyện rất đơn giản nhưng mà có nhiều người họ cũng không biết và không để ý đến nha các bạn. Họ tưởng là cái sáp này nó có nó đã hết chất rồi, hết mùi vị rồi là không làm, là họ cứ bỏ đi rồi là mua thứ khác. Nhưng mà quá nhiều thời gian thì nó cũng mất đi cái mùi vị của nó. Cho nên là con ong á nó cũng rất là kỳ nha các bạn. Cho mà dư làm như thế này rồi thì nó ăn hết mật rồi mật nó thấm vào trong cái chân tường này nữa thì có mùi mật ong của nó các bạn. À, thì nó phải làm thôi. À, cái này là rất là lợi lợi cho mình khi mình khai thác mật cho các bạn. Cái phần trên này là cái chân tương này nó cứng, mình có thể là dùng thìa mình cào mình lấy mật rồi mình để cứ đưa vào lại. Phụ như lượng nhiều thì mình quay, còn ít thì mình cứ dùng thìa mình cào nhá. Rồi cái phần phấn hóa với cái phần ấu trùng, con nhộng ấu trùng thì mình lại để lại. Đó là mật công, đỡ mật công là ông nó làm việc làm ngày làm đêm nó đọc thì cũng tội nghiệp đó. Đây là một cái mèo. Rất đơn giản nhưng mà thậm chí đây có nhiều người họ không biết, rất là hiệu quả nha các bạn. Hiệu quả với những tổ ong mới bắt về hoặc những tổ ong đã ổn định sau 1 tuần. À, là mình giúp nó, mình phụ giúp nó, mình không, nếu như mà mình rút một cái câu ở cái tổ ong khác á thì lấy cái tổ ong khác nó lại giảm đi cái số lượng quân. Tổ ong đóng thì không sao nhưng mà tổ ong vừa vừa thì mình rút đi thì nó cũng giảm đi một cái số lượng quân. Cho nên mình cứ làm như thế này, nuôi ít thì mình đặt ít cho các bạn, mua lẻ họ cũng bán nhé. Một miếng 8.000 đó thì các bạn cứ mua, có chỗ thì cỡ 50 miếng trở lên thì họ mới bán, có chỗ thì 100 miếng họ mới bán, là nên làm nha các bạn. Thùng của thông nhỏ cho nên là thông làm câu như thế này, tự làm nhé. Rồi những cái video trước đây thì thông cùng từng chia sẻ cho các bạn cái cách làm câu rồi, làm câu và gắn chân tương rồi. Thì đây cũng là một cái mèo nhỏ để khiến cho con ong nó buộc nó phải sấy các bạn ạ. Có mật như thế này rồi thì nó ngậm vào trong cái sáp này rồi thì mình đừng có tiết kiệm nha các bạn, cho mật phủ kín luôn nhé. Nếu mà các bạn nó không có mật thì ít mật thì các bạn thêm một chút nước vào cũng được, nhưng mà đừng có loãng quá, để cho những cái mật này loãng quá thì cái mật này nó sẽ chảy đi. Những cái mật đậm đặc như thế này thì nó mới đồng lại, thì ong thử nó thấy thì nó ăn nha các bạn. Rồi đã xong nha các bạn. À, thông đã bôi lên rất là dày nhá, một lớp rất là dày đó. Nhưng mà có những các cái ô lắng đó nó giữ lại cho nên là mật nó không chảy xuống được, thì nó bặm lâu như vậy thì nó mới thấm vào trong cái sáp được nhá, mới có mùi vị của nó được đó. Còn dính lại một chút sáp với mật ong hay là phấn hóa gì á thì con ong thư tự nhiên nó phải dọn dẹp rồi. Rồi bây giờ thông thể bỏ vào nhá.
thì mình cứ cắn. Ví dụ cái tổ ong của mình, khả năng cái tổ ong của mình nó sẽ làm được 3 câu. Thì mình khoảng được 3 câu thì mình nên bỏ chín dừa nha các bạn. Tổ ong này thì cũng khá là đông. Khá là đông nhưng mà hồi tụi thì gầy mất một miệng rồi. Đó, cho nên bây giờ quấn nó bám như thế này. Giờ mình cứ dịch ra dịch ra. Đấy. Thì ở bên này là đang còn một miếng bánh tổ bằng bàn tay các bạn này. Câu bên này này. Đó. Còn cái câu ở bên này thì có một cái lưới mèo. Thế bây giờ thì thông thể thả cái này. Đây. Đó. Rất là ok nha các bạn. Bảo đảm 100% là ống nó sẽ cháy nhá. Đó, các bạn mà không tin á thì cứ để những lời bình luận comment ở phía dưới dưới phần bình luận. Rồi, 2-3 ngày nữa thì thông sẽ cho các bạn xem kết quả. Đó, nó đắp buộc nó phải đắp. Nhưng mà nó đắp nhanh hay chậm thì tùy thuộc vào đàn ong nha các bạn. Đó. Đồng quân thì ong tơ thì nó phải đắp nhanh. Đó, mà ít quân mà ong già thì nó sẽ làm chậm. Vậy là bây giờ là cũng là mùa hè thì rất là nóng bức. Cho nên các bạn á, ở trên cái thùng ong này các bạn tốt nhất là để những cây ở chỗ các cái gốc cây cho mát. Cái thứ hai nữa là khi mình đậy nắp lại xong rồi á thì mình có tốn bia rố các bạn. À, tốn bia rố á. Tốn bia rố thì nó rất là mát nhá. Thì mình đẩy lên. Cái thống thì cũng không cần phải làm vặn ngắn luôn, nó làm hết câu này xong tới câu khác thôi. Cứ để về cho nó làm thoải mái. Cứ vài chục ngày thì một tháng mình kiểm tra một lần. Tránh khỏi về ong tạch đàn thì mình cắt bỏ tổ ong đực. Còn những cái mật này thì mình úp xuống dưới đầy vào luôn để cho nó ăn nha các bạn. Có tốn bia rố thì các bạn đẩy lên trên này. Đó. Chống nhiệt. Còn cái thùng ống của mình đi sau này có ô gió nhá. Đây. Đây. Có ô gió sau này nhá. Đó, cũng hơi nóng. Cho nên là mình có báo thì mình cứ bỏ lên. Mà thùng ống á, nó ở trong cái thùng này thì rất là mát nha các bạn. Cái thùng này cũng mát, giống như ống nó ở trong trụ điện á, cũng rất là mát. Rồi, thông xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và luôn ủng hộ kênh của thông. Video này thông xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo nha.